chào bà con. Hiện tại tôi đang có mặt tại số 800 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận Hai Cũ, nó thuộc thành phố Thủ Đức. Và đây là cái khu vực bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Và nó tọa lạc tại 800 đường Đồng Văn Cống. Đây là ngày xưa được xem là một trong những cái bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam được chuyển đổi công năng từ công trình căn hộ chung cư sang bệnh viện quốc tế. Bệnh viện quốc tế này thì trước nó là một cái dự án chung cư cao cấp có diện tích là 14.000 m², bao gồm 5 block cao 20 tầng. Nó gồm 360 căn hộ từ loại diện tích 120 đến 180 m². Được chuyển đổi công năng từ chung cư cao cấp sang bệnh viện. Cuối 2012, chủ đầu tư đã xin chuyển đổi công năng chung cư thành bệnh viện quốc tế quy mô 500 giường bệnh với vốn tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ này. Nhưng mà sau chỉ 3-4 năm hoạt động thì bệnh viện này đã lỗ lũy kế cả 100 tỷ đồng. Chi phí chuyển đổi mục đích công năng là 300 tỷ, còn 200 tỷ là chi phí đầu tư cho bệnh viện. Tổng cái số vốn là 2.000 tỷ tiền xây dựng này. Trải qua nhiều cái thủ tục chuyển đổi công năng thì đến năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Xây Dựng Bình Dương chuyển đổi thành công công năng của chung cư Thái Bình Plaza thành bệnh viện. Bệnh viện Phúc An Khang thì được đi vào hoạt động từ năm 2015. Nhưng mà chỉ sau 2 năm hoạt động thôi này, cái bệnh viện này đến cuối năm 2017 thì đã dừng hoạt động. Bởi vì nó không hiệu quả. Nó lỗ lũy kế cả 100 tỷ. Từ năm 2017 đến nay thì hiện tại đang bỏ hoang. Và kể cả đóng cửa từ năm 2017 thì các năm 2018 và 2019 công ty này vẫn báo lỗ. Cái phần chi phí hoạt động cũng như duy trì bảo vệ, bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà. Rất là tiếc cho một cái dự án cực kỳ đẹp nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền của đường Đồng Văn Cống, kế với dự án khu căn hộ Victoria cũng như khu trung tâm hành chính rất là lớn. Hiện tại dự án này thì cũng đang chuyển nhượng lại cho một chủ đầu tư khác với cái giá trị giao bán với cái mức là 1.900 tỷ này. Tất cả các máy móc thiết bị này, các hệ thống cửa đã tháo hết đi rồi. Toàn bộ những cái khu vực máy móc thiết bị phục vụ cho trang thiết bị của bệnh viện cũng đã tháo hết đi này. Rất là tiếc. Quá đáng tiếc cho một cái dự án bệnh viện hiện đại bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều những cái dự án bỏ hoang. Kế với cái dự án này thì cái khu biệt thự Victoria của Novaland là chủ đầu tư. Thì căn hộ thì cũng đã đang xây gần cất nắp nhưng mà cũng đã đóng cửa rồi. Còn những cái khối thấp tầng thì bán hết cho khách hàng. Lác đác chỉ có khoảng độ hơn chục hộ về ở này. Đây là mặt tiền của đường Đồng Văn Cống. Cái vỉa hè rất là lớn này. Ba cái tòa, bốn cái tòa cao sừng sững hơn 20 tầng. Đó, từ công năng căn hộ chuyển sang làm bệnh viện. Rồi bệnh viện bây giờ lại chuyển công năng thành căn hộ. Và tôi nghĩ rằng chắc là còn rất lâu nữa mới được đưa vào hoạt động nha. Rất là tiếc. Kế với cái dự án bệnh viện bỏ hoang này thì cũng là một cái cụm khu căn hộ và biệt thự Victoria. Nó mặt tiền của đường Đồng Văn Cống, quận 2 của tập đoàn Novaland phát triển. Đây là những cái nhà shop house mặt tiền đường này. Một trệt hai lầu và áp mái. Diện tích là 5x122. Giá trị giao dịch từ mức 35 cho đến 40 tỷ cũng đang bỏ hoang này. Chỉ có lác đác một số căn cho thuê được nhưng mà hoạt động cũng không hiệu quả luôn. Quy mô dự án Victoria này 4,27 hecta, xây dựng theo cái quy mô hình phức hợp căn hộ, nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Cái dự án The Victoria Villas này nó bao gồm quy mô 4 tòa tháp cao 25 tầng, tổng số 1.044 căn hộ từ 1 cho đến 3 phòng ngủ và 92 căn nhà phố cao 1 trệt 2 lầu và áp mái, 16 biệt thự đơn lập và 49 biệt thự song lập. Dự án này thì có 29-27 cái nhà phố liền kề nữa. Nó sắp xếp theo hình chữ U. Một mặt của đường Đồng Văn Cống và một mặt của đường nội bộ đây. Có những cái mặt biệt thự, những căn 10x20. Ở mặt tiền của đường Lâm Quang Kỳ. Rồi cũng là xây những cái khối biệt thự dạng bán cổ điển 1 trệt 2 lầu rất là đẹp đây. Dự án này thì hiện tại thì cũng đang bỏ trống.
cũng chưa được cấp sổ hồng. Những cái nhà phố mặt tiền của đường Lâm Quang Kỳ này thì được bán với cái giá 33 cho đến 35 tỷ một căn. Còn những cái biệt thự diện tích 10-20 và những cái loại bạt khác 183m thì đang giao dịch ở mức 50 cho đến 58 tỷ một căn nha. Đó, những cái căn biệt thự này chiều biển bán là cho thuê rất là nhiều, cũng đã nhận nhà hết rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng đang bỏ trống này, không có ai về đây sử dụng cả. Rất là tiếc, những cái dự án bỏ hoang cực kỳ nhiều, nhà phố biệt thự shop house này cực kỳ lãng phí. Đây là cái cụm căn hộ này 4 tháp này, cao 25 tầng, cũng đã xây xong phần thô, đang bắt đầu đi vào hoàn thiện. Và cái dự án này tôi nghĩ là hôm bữa là cũng đang bán dở nha, giá thì cũng không hề rẻ đâu. Căn hộ cả 100 triệu mét, 100 đến 130 triệu, xong phần thô rồi cũng đóng cửa để đấy, các nhà thầu đã rút hết đi rồi. Có một số tháp thì đã đóng xong thạch cao và đi xong hệ thống điện, hệ thống máy lạnh, nhưng mà các nhà thầu thi công của dự án này thì rút đi hết này. Không biết là vì lý do trục trặc về vốn hay là trục trặc về vấn đề về mở bán mà bây giờ dự án cũng đã đóng cửa. Rất là tiếc này. Đây là cái dự án căn hộ này, Victoria Villas này. Chỉ còn một số những cái công nhân. Dự án này thì thi công nhà thầu chính Rickon, nhưng mà chỉ còn một số cái công nhân lác đác đang bảo hành và đi vận hành các hệ thống lưới an toàn cũng như là thang cầu tháp. Còn tất cả các công nhân nhà thầu phụ đã rút đi hết. Lại là một cái dự án treo gặp ba mặt tiền đường, bốn mặt tiền đường luôn, đường Trương Văn Bang, đường Nguyễn Mộng Tuân, Trương Văn Kỳ, Đồng Văn Cống. Ấy, cái dự án này đúng bốn mặt tiền đường luôn, bỏ hoang hết này. Họ nó kế với cái dự án của khu nhỏ Phú Nhuận này. Giờ đây chỉ có mỗi bảo vệ thôi, không còn bất cứ một bóng dáng công nhân nào. Đây, cái dàn cầu tháp thì người ta đã bắt đầu tháo đi này. Tháp này thì chưa cất nóc nhà, mới xây đến lầu 13 thôi. Sắt thép thì đã bị hàn hết này. Rất là tiếc. Sắt thép thì hàn hết rồi. Và đây ở khu vực trục đường Nguyễn Mộng Tuân này, những cái khối biệt thự đó, 183m này, song lập, một trệt hai lầu và áp mái, xây phong cách rất là đẹp, cũng đã đang bỏ hoang rồi này. Trong này thì chỉ có khoảng độ chục hộ đã chuyển về ở thôi. Có mọc tùm. Một cái dự án cầm bao được xây dựng rất là đẹp, nhưng mà hiện tại đã bỏ trống này. Quá đáng tiếc cho những cái dự án bất động sản phát triển quá nóng, rồi toàn bán cho dân đầu tư đầu cơ mua bán với nhau thôi, khách hàng thì không thấy đâu. Dự án này thì còn lâu mới ra được sổ, tôi đoán là thế. Novaland thì rất là nhiều những cái dự án có tai tiếng về giấy tờ thủ tục pháp lý hoàn công ra sổ, xây thì rất là nhanh, làm thì cũng mẫu mã rất là đẹp, và biên độ lợi nhuận tăng giá cũng có luôn, nhưng mà toàn bị đóng vướng pháp lý không ra được sổ. Cái này thì hạ tầng điện nước âm này, làm những cái mái vòm và những cái cổng dạng phong cách tân cổ điển rất là đẹp này. Đó, cái đường Lâm Quang Kỳ này, trục chính bốn mặt tiền đường. Thì cái video Vũ Quang Huy Vlog đưa mọi người đến tham quan cái khu hai cái cụm mà nhà bỏ hoang, đó là Victoria Village và dự án khu bệnh viện Phúc An Khang ở mặt tiền của đường Đồng Văn Cống, xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.